Xin chào, rất vui khi được gặp lại các bạn trong chuyên mục review cây xanh ngày hôm nay. Thì hôm nay thì Trang rất muốn review cho các bạn về một cái dòng cây gia vị rất là phổ biến trong đời sống của chúng ta. Đấy là cây bạc hà. Ở trên bàn đây Trang có đặt ba loại chậu cây bạc hà khác nhau. Chậu này thì là bạc hà peppermint, đây là bạc hà Âu và đây là bạc hà chocolate. Thì bạc hà nó có rất là nhiều loại. Thì hiện nay ở vườn Hải Đăng mình có một số loại cây bạc hà như thế. Nói chung về đặc điểm của cây bạc hà thì cây bạc hà là cây thân thảo, cũng sống lâu năm. Nó có thể sống thành cây bụi cao khoảng từ 40 đến tận 80 cm nếu mà mình trồng lâu hoặc là chăm sóc tốt. Hoặc nó có thể là cây thân bò nhá, thân bò rất là rộng này. Đây, giống như điển hình như là cây bạc hà chocolate này. Thì công dụng của cây bạc hà như các bạn đã biết thì nó có tác dụng đấy là một cái món ăn gia vị cho cuộc sống, cho những cái bữa ăn của mình nó thêm đậm đà hơn, thêm mùi thơm hơn. Thì cái hương vị của bạc hà đấy là nó có tinh dầu menthol nhé. Menthol nó có vị hơi cay nồng. Nó có tác dụng là thứ nhất là giúp cho cái bữa ăn của mình nó thêm đậm đà mùi sắc hơn này. Thứ hai là có thể chữa một số bệnh như là ngứa. Thứ ba là cái tác dụng xua đuổi muỗi. Thì tại vì nó có một cái vị mùi cay nồng nên là nó có thể xua đuổi muỗi đấy bạn nhé. Đấy, thì cái cây này cũng trồng khá là đơn giản. Đây là mình nó không kém đất này. Tuy nhiên thì mình không nên trồng nó trong đất mà bị nhiễm phèn hoặc nhiễm mặn, thì cây nó sẽ bị không được phát triển tốt và cây có thể bị chết. Thoát nước thì tất nhiên thì cây nào nó cũng cần đất thoát nước thôi. Thì cây bạc hà cũng không là ngoại lệ, nó cũng cần đất khá là thoát nước. Còn về phần tưới thì nó cũng không ưa ẩm nhiều, mình chỉ cần ưa ẩm trung bình thôi. Còn về vấn đề sâu bệnh thì mình nghĩ là ở đây sâu bệnh thường gặp nhất đấy là sâu ăn lá này, và bệnh thường gặp đấy là bệnh nấm do thối rễ hoặc là do bị nhiễm khuẩn từ đất, và từ đấy là gây ra những cái bệnh về rễ, sau đấy là nó sẽ làm cây bị héo, héo lá, héo thân, đấy là có cây chết. Trước đây thì mình có ba loại cây bạc hà, thì mình sẽ biết cho các bạn một cách nhỏ để là mình dựa vào đâu để phân biệt rất nhiều các loại cây bạc hà khác nhau, như là cây bạc hà peppermint này, bạc hà Âu này, và bạc hà chocolate này. Trước hết là mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách phân biệt cây bạc hà peppermint và cây bạc hà Âu nhé. Thì đúng các bạn biết thì trong hai chậu cây này thì chậu nào là bạc hà peppermint và chậu nào là bạc hà Âu. Nó nhìn sơ qua thì nó khá là giống nhau đúng không các bạn? Nếu mà mình không nhìn kỹ, xét về các cái lá hay là thân cây, màu sắc hay là mùi vị của cái lá này thì chắc là tớ cũng không biết là đâu là peppermint, đâu là bạc hà Âu đâu, tại vì nó cũng khá là giống nhau ấy. Thì mình xin chia sẻ luôn, đấy là bên tay phải của mình đây là cây bạc hà peppermint nhá, còn bên tay trái của mình đây thì là cây bạc hà Âu. Thì đặc điểm thứ nhất để phân biệt giữa hai cây bạc hà này đấy là đối với cây bạc hà peppermint thì cái lá của nó nhá, cái lá đó thì hình thon, hình trứng hơn này đấy, và nó có mép răng cưa rõ ràng hơn so với là mép răng cưa ở như lá của cây bạc hà Âu.
Cái thứ hai đấy là về cái gân lá ấy. Cái gân lá ở trên lá của cây bạc hà peppermint thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ dày hơn và nó có nhiều gân lá hơn so với cái cây bạc hà Âu. Ở Âu thì nó chỉ có các cái gân lá chính thôi, và nó cái độ dày của các gân lá thì nó khoảng cách nó lớn hơn. Về cái thứ ba là màu sắc lá nhá. Cái tiếp theo là màu sắc lá, thì màu sắc lá của peppermint thì nó thẫm hơn, xanh thẫm hơn so với bạc hà Âu này. Và cái thứ ba nữa mình muốn chia sẻ đấy là về cái mùi vị nhá. Mùi vị của bạc hà peppermint thì nó có mùi cay nồng hơn, rất là cay nồng. Mùi nồng ấy, mùi nồng của bạc hà ấy. Thì nếu mà các bạn có ăn rau sống ấy thì người ta thường dùng nhiều về cái bạc hà peppermint này, tại vì mùi nó nồng hơn. Và cũng nếu mà các bạn muốn xua đuổi muỗi thì cũng dùng peppermint thông dụng hơn, tại vì mùi nó nồng hơn, đuổi muỗi tốt hơn. Đối với cái tiếp theo nữa đấy là về mùi của cái bạc hà Âu thì nó có vị mùi cũng không nồng đâu, nhưng mà mình cảm thấy là nó thanh hơn một tí và mùi nhẹ hơn. Mùi tuy là nó cũng có mùi cay ấy, nhưng mà mùi cay theo kiểu thanh ngọt. Tiếp đến là mình sẽ giới thiệu với các bạn cách phân biệt bạc hà chocolate nhé. Thì đối với cái bạc hà chocolate này thì mình cảm thấy là nó dễ phân biệt hơn so với hai cái dòng peppermint và bạc hà Âu. Thì bởi vì là cái dòng chocolate này thì cái màu thân của cây này thì nó có màu tím nhá. Đây hơi tím nhạt đây, các bạn thấy đây. Đây hơi tím này. Và lá của nó cũng bé hơn này. Kiểu bé li ti ấy. Và trên các cái gân lá của chocolate thì nó cũng có màu tím tím nhạt nhạt nhá. Đấy. Và cây này thì rõ ràng hơn, nó là một cây thân bò, nó bò khá là rộng ấy. Còn đối với bạc hà peppermint và bạc hà Âu thì nó thiên về phát triển về cây bụi, cây thân cao hơn, tầm khoảng 40 đến 80 cm. Đấy. Thì còn một lưu ý nữa đấy là về cây bạc hà và cây húng quế. Thì nếu mà các bạn không sành trong cái việc lựa chọn cái dòng cây gia vị thì các bạn sẽ rất là dễ nhầm lẫn giữa cây bạc hà và cây húng ta ấy, nó rất là giống nhau. Mình xin giới thiệu với các bạn cái cách mà phân biệt giữa cây bạc hà và cây húng ta nhé. Như các bạn biết đấy thì cây húng ta nó sẽ có lá mà hình thon tròn như quả trứng hơn, và trên bề mặt lá thì nó các bạn sẽ cảm quan được đấy là cái bề mặt của cây lá húng ta ấy thì nó có nhiều gân lá hơn và nó cũng bóng hơn nữa, và nó nổi lên trên ấy. Và ứng dụng của nó phổ biến của cây húng đấy là mình thường bắt gặp trong những cái bữa ăn này để mình ăn sống, tăng thêm mùi vị thơm tho cho các bữa ăn, hoặc mình có thể trang trí các bữa ăn làm dậy các cái mùi thơm của thức ăn hơn. Đối với cây bạc hà thì cái ứng dụng của nó thì thường chiết xuất tinh dầu sử dụng trong các cái vị thuốc chẳng hạn, như là chữa tiêu chảy buồn nôn, chữa các có tác dụng là kháng khuẩn đối với da, hoặc là có chiết xuất mùi vị trong cái những cái viên kẹo, như các bạn mà thường ăn kiểu sinh gum ấy đấy, thì nó có chiết xuất từ cây bạc hà. Vậy thì trong video ngày hôm nay thì Trang rất là vui khi được chia sẻ với các bạn một số cái
kiến thức về cây bạc hà và cây húng tai như vậy. Thì nếu mà các bạn cảm thấy là yêu thích cái video của mình thì có thể ấn like và chia sẻ với mọi người để mọi người cũng biết đến vườn hải đăng của mình nhé. Thì bây giờ mình cũng xin kết thúc video tại đây các bạn. Xin chào.